Xin chào các bạn đã đến với kênh Xe Đạp Hải Phòng của trang web xedaphaiphong.com. Xin chào bác một thời đã xa. Và hôm nay trong cái video tiếp theo này thì cửa hàng sẽ tiếp tục đánh giá review cái chiếc xe, một chiếc xe đạp thể thao touring Nhật bãi nữa mà mới về tới cửa hàng. Đó là chiếc xe đạp hiệu Z-Way màu xanh, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Và trong video này và mình cùng với các bạn sẽ đánh giá và sơ qua và các cấu tạo rồi những cái đặc điểm đặc của sản phẩm. Thì để mình đổi camera để chúng ta có thể nhìn rõ chiếc xe được hơn. Đấy, như các bạn thấy là trên trong khung hình đây là chiếc xe đạp thể thao touring hiệu Z-Way. Z-Way. Đây để mình quay gần nhá, cái chữ Z-Way. Z-Way. Z-Way này thì cũng một cái thương hiệu mà khá phổ biến, nhưng mà một số các cái quý khách cũng chưa biết được là thương hiệu này, cũng chưa hiểu rõ về thương hiệu này. Thì thương hiệu Z-Way này là một thương hiệu xe đạp của Mỹ. Nó không được nhiều người biết đến ở Việt Nam như cái thương hiệu Giant. Nhưng mà thương hiệu Z-Way này cũng một thương hiệu mà theo mình đánh giá là khá là tốt và chất lượng khá là ok. Và mình cũng đã từng bán qua khoảng gần 10 con Z-Way này rồi. Thì như trong hình đây thì chiếc Z-Way này. Xin chào anh Phạm Lợi. Xin chào anh Phạm Lợi. Thì cái chiếc Z-Way này được cấu tạo thì bằng khung bằng hợp kim nhôm. Thì như trong video trước thì cái khôi con Chevau ấy là khung bằng hợp kim sắt thì cái mối hàn nó sẽ nhỏ. Còn đây là chúng ta chỉ cần nhìn sơ qua là khung hợp kim nhôm thì cái mối hàn nó sẽ to và nó chảy. Khi mà hàn thì người ta sẽ, cái kim loại nó sẽ lóng chảy và nó sẽ thành hình vảy cá như này, thì đó là cái khung nhôm. Xin chào anh Phạm Lợi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo size xem là cái size xe đạp này thì nó là size bao nhiêu và sẽ phù hợp với những người mà có chiều cao bao nhiêu. Thì như ở trong kênh YouTube Xe Đạp Hải Phòng của tôi ở trên YouTube, các bạn cứ lên tìm gõ là Xe Đạp Hải Phòng ở trên YouTube ấy, là sẽ ra. Thì trong kênh của tôi, xin chào anh Phạm Lợi, xe đạp điện bãi em bảo anh đến đâu rồi? Ồ Lợi ơi, chưa ai hỏi Lợi ạ. Cái xe điện đấy bây giờ ít người hỏi quá, có khách anh báo em. Xin chào anh Trường Vũ. Thì cái cách đo size của xe đạp nó sẽ tính từ tâm của cái trục đạp này, từ cái con ốc vặn trục đạp này cho đến khóa yên. Thì mình đã có rất là nhiều cái video mà hướng dẫn sửa chữa đo xe đạp, rồi đo size xe đạp, rồi phân biệt xe đạp các cái đồ phụ tùng và sửa chữa. Rất là nhiều video ở trong kênh Xe Đạp Hải Phòng trên YouTube, thì các bạn chỉ cần lên YouTube các bạn search Xe Đạp Hải Phòng nó sẽ ra kênh của mình. Ok Lợi nha. Thì như các bạn thấy thì đây xe đạp của chúng ta là size là 46. 46 là khoảng cách từ tâm trục đạp cho đến khóa yên trên cùng, đó là size của xe đạp là 46 cm. Thì với cái size này ấy thì xe đạp sẽ phù hợp với những người mà cao khoảng từ 1m6 cho đến 1m75 đều có thể sử dụng được tốt. Xe này là khung nhôm. Đấy, các bạn có, mình cũng có lên cái video mà phân biệt khung xe đạp khung nhôm và khung sắt, thì các bạn sẽ lấy nam châm, nam châm nó không hút, không dính thì nó ok. Đây ví dụ như ở nhà mình có cái cửa sắt đây thì nam châm nó sẽ dính vào, nam châm nó sẽ dính vào như này, còn khung nhôm nó không dính, không dính luôn, thì là khung nhôm và mối hàn to. Đặc điểm của khung nhôm thì nó sẽ nhẹ hơn khung thép, khung sắt. Đấy, và nó xước một chút thì nó sẽ không bị han. Thì tất cả những cái xe mà cửa hàng mình bán ra là mình đều để nước sơn nguyên bản, không có xì sơn tút bắn dặm gì hết, nên là rất là nhiều khách hàng thích cái nước sơn nguyên bản. Thì bởi vì cái nước sơn nguyên bản của xe Nhật thì nó rất là cứng, nó không, kể cả Việt Nam mình có sơn bằng công nghệ nào nữa thì cái độ cứng của nước sơn nó không bằng sơn zin được, nên là một số cái chỗ mà xước sát như thế này thì cửa hàng mình để nguyên. Xin chào anh Đức. Xin chào anh Đức Phạm. Thì cửa hàng mình để nguyên chứ cửa hàng mình không có bắn tút lại. Thì
Thì xe Touring Z-Way này được trang bị lip lip thả 7 tầng. Được trang bị lip thả 7 tầng. Đi kèm với đó là một bộ đề Shimano Tourlay. Shimano Tourlay. Xin chào anh Nguyễn Quang Huy. Và vành 700C một lớp vành nhôm, đũa inox không han gì. Quả lốp của xe này là 700 x 35C và được trang bị phanh V. Phanh V như những chiếc xe touring thông thường khác. Và ở đây thì chúng ta có một cái chiếc yên bãi rất là đẹp, có tên là bê tôn. Chắc là yên này là lấy ở bãi, người ta lấy ở của cái xe bê tôn nào đó, nhưng mà còn khá là đẹp. Thì như chúng ta biết là yên của Nhật thì ngồi rất là êm, nên là chúng ta có thể sử dụng chiếc yên này rất là tốt. Như bạn thấy là trên thân xe thì có một số cái chiếc tem mà của nhà sản xuất, ví dụ như của Z-Way này, của hãng Lifestyle Bike này. Đết của chiếc xe này là 52010. Và cái tem màu vàng bị cạo đi đây là cái tem mà xin chào anh Duy. Xin chào anh Duy. Cái tem màu vàng bị cạo đi đây đấy chính là cái tem mà đăng ký sử dụng với công an Nhật Bản. Khi mà người dùng mà không sử dụng cái tem này nữa thì người ta sẽ cạo cái tem này đi. Còn khi mà mua một chiếc xe mới tại thị trường Nhật Bản thì chúng ta người dùng tại Nhật Bản phải tiến hành đăng ký giống như biển số xe máy của Việt Nam, đăng ký với công an Nhật Bản, và cái phí này nó vào khoảng 100.000 tiền Việt Nam. Xin chào anh Quyền. Đằng trước chúng ta có được trang bị một bộ đùi đĩa Chuvati hiệu, đây là một thương hiệu đùi đĩa của Mỹ, Chuvati 3 tầng. Xin chào, vâng, cảm ơn anh Duy. Và kèm theo đó là một bộ gạt đĩa hiệu Acera Shimano Acera. Như các quý vị và các bạn biết là bộ Acera này là một cái bộ mà rất là lâu đời. Đây là đời cũng lâu lâu rồi và sử dụng cũng còn khá là tốt. Chiếc xe mà ở bãi về thì sẽ được cửa hàng chúng tôi tiến hành bảo dưỡng, tra dầu mỡ vào xích và căn chỉnh vành, phanh bánh hoạt động tất cả chân chu ngon này. Quý vị chỉ việc mang về và sử dụng thôi. Đây ở đằng trước thân thì có những cái chiếc tem mà chứng nhận là chiếc xe này đã được sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Xin chào anh Long Nguyễn. Đằng trước có xe có một cái chiếc có một cái tem logo nổi chữ R, biểu tượng của hãng Z-Way. Vâng, và xe touring thì thường sẽ có giảm sóc đằng trước, và giảm sóc này cũng là một cái hiệu rất là thông dụng của xe touring, đó là hiệu SR Santour. Mayer nhôm rất đẹp. Thường là xe Z-Way thì Mayer đằng trước và đằng sau đều là Mayer nhôm sáng bóng, đũa lốp vành nhôm. Đều là tất cả các phụ kiện mà không han gì. Trên tay chúng ta thì là trang bị tay bằng. Trang bị tay ghi đông bằng. Có được trang bị tay phanh Techo và tay chuyển số của Shimano. Và đây tay lắm này cũng vẫn còn nguyên bản của xe. Tay lắm vẫn còn nguyên bản của xe và vẫn có cả tay lắm đan dây luôn. Tay chuyển số này của chiếc xe này thì là nó là tay vặn, không phải là tay bấm xả, tay vặn để chuyển số. Chuông còn nhưng mà không kêu, để chúng ta start được. Ồ, chuông không kêu nữa rồi. Thì khi mà các bạn mua xe thì cửa hàng sẽ tặng chuông, giá bình nước và các cái phụ kiện đi kèm. Quý vị chỉ việc sử dụng chứ hầu như không phải mua gì hết. Đèn pha cửa hàng sẽ tặng. Bên này thì vẫn có đùi đĩa là Chuvati một bộ luôn. Có những cái chiếc tem và đây thì có in website của công ty là zway-gp.com. Có tem chữ Nhật rất là nhiều. Yên còn đẹp. Thì các bạn biết là những cái chiếc xe mà bán trong cửa hàng xe đạp Hải Phòng thì hầu như là xe nước sơn nguyên bản và không có giảm tốt. Vâng, xin chào anh Duy. Không có giảm tốt nên là hơi bị xước, nhưng mà chúng tôi vẫn để nguyên bản, không có mông má gì nhiều hết. Đủ đĩa Chuvati. Và giá của chiếc xe này là khoảng hơn 5 triệu đồng. Nếu mà quý vị muốn biết giá chính xác thì hãy liên hệ. Vâng, đây là em quay để bán lẻ anh Duy ơi.
Quý vị muốn biết giá chính xác của chiếc xe thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975 709 943 hoặc là Zalo, Facebook hoặc là gọi điện trực tiếp đều được. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết giá chính xác và những cái phụ kiện, những cái điều kiện bảo hành, bảo dưỡng, những cái quyền lợi mà quý vị được hưởng khi mà mua xe tại cửa hàng chúng tôi. Và nếu quý vị đang xem trên Facebook để mà theo dõi những cái video tiếp theo thì quý vị hãy ấn kết bạn với Xe Đạp Hải Phòng và ấn chế độ xem trước ở bên dưới chữ bạn bè, có kích vào có chữ chế độ xem trước và chọn làm bạn thân thì các quý vị sẽ được Facebook ưu tiên xem những cái video đầu tiên mà chúng tôi live stream. Còn nếu quý vị đang xem trên YouTube thì ấn like video và ấn đăng ký kênh để quý vị là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới up lên trên kênh. Vâng, và trong mùa hè năm nay thì cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng về rất là nhiều xe để mà phục vụ quý khách tập thể dục và du ngoạn trong cái một mùa hè mà tươi đẹp như này. Thì quý vị hãy ấn đăng ký kênh nếu ở trên YouTube và ấn chế độ xem trước ở trên Facebook và kết bạn với Xe Đạp Hải Phòng để mà xem những video mới tiếp theo. Và ngay sau đây tôi sẽ xin chào anh Hạnh Trường. Ngay sau đây tôi sẽ kết thúc video live stream này và tôi sẽ download video live stream này, tôi up lên Facebook trên cái kênh của cửa hàng chúng tôi. Và ngay sau video này tôi sẽ review tiếp tục những cái mẫu xe mới mà vừa về tới cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn các bạn. Vâng, và bây giờ là video live stream review cái chiếc xe đạp Z-Way của Nhật Bãi đã kết thúc. Và bây giờ mình sẽ ấn kết thúc chiếc xe, kết thúc cái video live stream này. Quý vị có thể xem lại một lúc nữa, một lát nữa có thể xem lại cái video này ngay bây giờ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn.